Chào tất cả các con, cô là Nguyễn Anh, giáo viên toán tại website vietsach.com. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các con trong giải bài tập sách bài tập toán 8 bài 10 chia đơn thức cho đơn thức. Chúng ta cùng nhau vào làm bài đầu tiên, bài 39 làm tính chia. Bài 39 làm tính chia. Trước khi vào làm câu A và câu B của bài 39 thì cô sẽ nhắc lại cho các con một chút về quy tắc chia đơn thức cho đơn thức. Để chia đơn thức A cho đơn thức B thì cô cần chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B, và cô sẽ chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của từng biến trong B, tức là cô sẽ chia ẩn x cho ẩn x, ẩn y cho ẩn y, ẩn z cho ẩn z nếu có, đúng không nào? Sau đó, sau khi chia xong thì cô sẽ nhân các kết quả vừa tìm được với nhau thì cô sẽ được thương của phép chia đơn thức A cho đơn thức B. Vậy, câu A, x bình yz chia x yz chúng ta sẽ làm như sau. X bình yz chia x yz. Cô sẽ làm như sau. Hệ số ở đây đều là một nên cô không thực hiện phép chia nữa. Cô sẽ lấy ẩn x chia ẩn x. Ẩn x của đơn thức bên này là x mũ 2, phải không? Lũy thừa của nó bậc 2 chia cho x nhân với ẩn y chia cho ẩn y, và cả hai bên đều là y mũ 1 thôi, đúng không? Viết là y đấy. Y chia y nhân với z chia z. X bình chia x thì cô có kết quả là x mũ 1. X bình chia x là x mũ 2 trừ 1. 2 trừ 1 bằng 1. Y chia y thì bằng 1. Z chia z bằng 1. X mũ 1 chính là x. X nhân 1 thì vẫn bằng bằng x. Thương của phép chia x bình yz cho x yz bằng bằng x. Đây là cô thực hiện phép chia đơn thức cho đơn thức câu A bài 39 nhé. Tương tự câu A, cô hướng dẫn các con làm câu B. Câu B như sau. X mũ 3 y mũ 4 chia cho x mũ 3 y. X mũ 3 y mũ 4 chia cho x mũ 3 y. Cô tin là sau khi cô hướng dẫn các con làm câu A thì có rất nhiều bạn đã làm ra kết quả câu B, nhưng cô vẫn sẽ hướng dẫn các con làm từ từ vì có những bạn không theo kịp nhé. Để chia đơn thức x mũ 3 y mũ 4 chia cho đơn thức x mũ 3 y, cô sẽ lấy x chia x. Lũy thừa của x ở bên đơn thức này là x mũ 3 chia cho lũy thừa của x bên này là cũng là x mũ 3, phải không nào? Nhân với này, lũy thừa của y của đơn thức này là y mũ 4. Cô chia lũy thừa của y của đơn thức này là y. Được chưa? Hết rồi, thế cô sẽ đóng ngoặc lại. X mũ 3 chia x mũ 3 thì bằng bằng 1. Y mũ 4 chia y là y mũ 4 trừ 1. Các con nhớ nhé. Y mũ 4 chia y là y mũ 4 trừ 1. Mũ 4 trừ 1 là y mũ mũ 3 nhân với y mũ 3. 1 nhân y mũ 3 thì bằng y mũ 3. Vậy trên đây là hai câu A và B của bài 39 sách bài tập trong 11. Các con cùng tham khảo. Ta chuyển sang bài 40, làm tính chia. Bài 40 cũng là làm tính chia, đúng không? Bài 40. Câu A, x cộng y tất cả bình chia cho x cộng y. Ở bài này để thực hiện phép chia, cô sẽ coi x cộng y ở trong ngoặc này là một đa thức A này. X cộng y giống nhau đúng không? Vậy thì cô sẽ chuyển nó thành A mũ 2. Đây là x cộng y mũ 2 thì nó sẽ là A mũ 2 chia cho x cộng y là chia cho A. A mũ 2 chia cho A thì bằng gì các con nhỉ? À, sẽ bằng A mũ 2 chia A thì là A mũ 1, đúng không? Và bằng A. Vậy thì x cộng y tất cả bình chia cho x cộng y sẽ bằng x cộng y mũ mũ 1.
và bằng x cộng y. Đúng theo cách mình suy nghĩ ở dưới, đây là phần các con suy nghĩ nhé. Đây là phần chúng ta sẽ suy nghĩ cách làm. Còn trên đây là các con trình bày vào. Được chưa? X cộng y tất cả bình chia cho x cộng y. Cô thấy x cộng y là giống nhau này. Cô sẽ nghĩ là nếu đặt x cộng y là a thì đây sẽ là a bình phương. Đây sẽ là a. A bình phương chia a bằng a mũ 1. Đây, x cộng y mũ 1. Mà a mũ 1 thì bằng a nên nó là x cộng y. Chỉ có câu A thì cô mới viết ra thế thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm câu B và câu C hoàn toàn tương tự nhé. Câu B. X trừ y tất cả mũ 5 chia cho y trừ x tất cả mũ 4. X trừ y tất cả mũ 5 chia cho y trừ x tất cả mũ 4. À, bài này thì tưởng như là giống câu A nhưng lại không giống. Không giống ở chỗ nào nhỉ? Đây là x trừ y, đây lại là y trừ x. Thế thì cô sẽ chuyển chuyển làm sao cho chúng nó giống nhau, đúng không? Và thường là người ta sẽ biến đổi ở bên đơn thức nào có số mũ chẵn con nhé. Vì sao biến đổi đơn thức có số mũ chẵn? Vì ta luôn có này, a mũ 2 thì bằng trừ a tất cả mũ mũ 2, đúng không? A mũ 4 thì bằng trừ a tất cả mũ 4. Tương tự như thế, chỉ cần nó là mũ chẵn a mũ 2k thì luôn bằng trừ a tất cả mũ 2k. Thế thì cô sẽ biến đổi số mũ chẵn nhé. X trừ y tất cả mũ 5 cô giữ nguyên này. Chia cho y trừ x thì nó là trừ của x trừ y, phải không nào? Y trừ x thì cô viết thành trừ của x trừ y, mũ 4 vẫn là mũ 4. Bây giờ mình áp dụng công thức a mũ 4 bằng trừ a mũ 4. Vậy trừ a mũ 4 cũng chính bằng a mũ 4. X trừ y mũ 5 cô giữ nguyên này. Trừ x trừ y tất cả mũ 4 thì sẽ là x trừ y tất cả mũ 4, đúng không? Cô áp dụng công thức này các con nhé. Đây là công thức cô cho thêm. X trừ y mũ 5 chia cho x trừ y mũ 4 giống bài A. Nó sẽ bằng x trừ y mũ mũ gì? Mũ 5 trừ trừ 1 là bằng 1. À cô xin lỗi, mũ 5 trừ 4 và bằng bằng 1. Y x trừ y tất cả mũ 1 là x trừ y, phải không? X trừ y tất cả mũ 1 chính là x trừ y. Vậy đáp án của câu B là x trừ y. C. Cô viết đề bài. X trừ y cộng z tất cả mũ 4 chia cho x trừ y cộng z tất cả mũ 3. Cô sẽ coi x trừ y cộng z là một ẩn to, được không? Vậy thì nó sẽ bằng x trừ y cộng z tất cả mũ 4 trừ 3. Mũ 4 chia mũ 3 thì sẽ bằng mũ 4 trừ 3 và bằng x trừ y cộng z tất cả mũ 1. X trừ y cộng z tất cả mũ 1 là x trừ y cộng z, được không nào? Đây là câu C bài 4. Để làm được câu C này thì giống như câu A và câu B, các con coi x trừ y cộng z là cả một biến to nhá. Thì cô sẽ bằng x trừ y cộng z tất cả mũ 3 trừ 4 và bằng x trừ y cộng z. Sau khi đã hiểu được bài 40 thì chúng ta cùng nhau chuyển sang làm bài 41. Bài 41 làm tính chia câu A. 18x bình y bình z chia cho 6x y z. Giống như những bài 40 và 39 thì cô sẽ lấy hệ số chia cho hệ số, đúng không nào? Từng lũy thừa của từng ẩn chia cho nhau. Hệ số của đơn thức
này là 18 chia cho 6 nhân với lũy thừa từng ẩn là x bình chia cho x nhân với y bình chia cho y nhân với z chia cho z. 18 chia cho 6 thì được 3. X bình chia x là x, y bình chia y là y, z chia z bằng bằng 1. Cô không viết nữa. Thế là 18x bình y bình z chia cho 6x y z sẽ bằng 3x y. Được chưa? Cô sẽ lấy hệ số chia cho hệ số các lũy thừa của từng ẩn chia cho nhau, ẩn x chia cho ẩn x, ẩn y chia cho ẩn y, ẩn z chia cho ẩn z. Câu B. 5a mũ 3b chia cho âm 2a bình b. 5a mũ 3b chia cho âm 2a bình b bằng này, lấy hệ số chia cho hệ số, lấy 5 chia cho âm 2 nhân với lũy thừa của a bên này là a mũ 3 chia cho a bình nhân với b chia cho b, phải không nào? 5 chia cho âm 2 thì là âm 5 phần 2. A mũ 3 chia cho A thì chính là được A. B chia cho B bằng 1. Vậy cô sẽ không viết nữa. Kết quả của phép chia 5A mũ 3B chia cho âm 2A bình B bằng trừ 5 phần 2A. Câu C. 27X mũ 4 Y bình Z chia cho 9X mũ 4. Câu C. 27 x mũ 4 y bình z chia cho 9x bình 9x mũ 4 y bằng này, lấy hệ số chia cho hệ số đúng không nào? Lấy 27 chia cho 9 nhân với lũy thừa của x là x mũ 4 chia cho x mũ 4, phải không nào? Lũy thừa của y là y bình chia cho y nhân với z. Ở đơn thức bên này không có z nên là giữ nguyên z, không chia cho gì cả. Cô viết lại. 27 chia cho 9 được 3. X mũ 4 chia cho x mũ 4 là 1. Số 1 thì cô không cần phải viết lại nữa. Y bình chia cho y là y nhân với z. Kết quả của phép chia 27x mũ 4 y bình z chia cho 9x mũ 4 y bằng 3yz. Đây là 3 ý A, B, C của bài 41. Các con tham khảo. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài bài 42. Bài 42. Tìm số tự nhiên n để mỗi phép chia sau là phép chia hết. Ý A, x mũ 4 chia cho x mũ n. Câu A đề bài này. X mũ 4 chia cho x mũ n. Để phép chia này là phép chia hết thì chúng ta đã học ở lý thuyết rồi. Bậc của x ở bên này phải lớn hơn bậc của x ở bên kia, phải không nào? Để x mũ 4 chia hết cho x mũ n. Ở đây cô dùng ký hiệu chia hết nhé. Khi và chỉ khi bậc của x bên này là 4 phải lớn hơn hoặc bằng bậc của x bên này là n. Vậy thì tóm lại là 4 phải lớn hơn hoặc bằng n, hay là viết xuôi thì là n nhỏ hơn hoặc bằng 4. Được chưa nào? Vậy n nhỏ hơn hoặc bằng 4 thì phép chia là phép chia hết. Các con nhớ nhé, để phép chia là phép chia hết thì bậc của x bên này phải lớn hơn bậc của x bên kia.
Bậc chính là số mũ phải không nào? Số mũ của x bên này phải lớn hơn số mũ của x bên kia nhá. Câu B, x mũ n chia x mũ 3. Hoàn toàn tương tự câu A, để phép chia hết đúng không? Để x mũ n chia hết cho x mũ 3 khi và chỉ khi bậc của x bên này là n, bậc là số mũ các con nhé. N phải lớn hơn hoặc bằng số mũ bên kia là 3. Vậy thì n phải lớn hơn hoặc bằng 3. Các con kết luận vậy n lớn hơn hoặc bằng 3 thì phép chia là phép chia hết. Câu C, 5x mũ n y mũ 3 chia cho 4x bình y bình. Câu chép lại đề bài, 5x mũ n y mũ 3 chia cho 4x bình y bình. Để phép chia là phép chia hết thì bậc của x bên này phải lớn hơn bậc của x bên kia, và thêm có biến y nữa thì bậc của y bên này cũng phải lớn hơn bậc của y bên kia. Các con quan sát này, bên này là y mũ 3 nó lớn hơn bậc của y mũ 2 nên cái phép y này chúng ta không cần quan tâm nữa mà chúng ta chỉ cần quan tâm biến x thôi đúng không? Vậy thì để 5x mũ n y mũ 3 chia hết cho 4x bình y bình khi và chỉ khi n phải lớn hơn hoặc bằng 2, được chưa nào? Để 5x mũ n y mũ 3 chia hết cho 4x bình y bình thì n phải lớn hơn hoặc bằng 2. Được chưa nào? Bậc của x bên này là n này, bậc của x bên này là 2. N phải lớn hơn hoặc bằng 2. Nhớ là đa thức, đơn thức bên trái phải lớn hơn bậc của bên phải nhé. Lớn hơn hoặc bằng. Vậy N lớn hơn hoặc bằng 2 thì phép chia là phép chia hết. Câu D, x mũ n y mũ n cộng 1 chia cho x bình y mũ 5. X mũ n y mũ n cộng 1 chia cho x bình y mũ 5. Ở câu này có hai biến x y nên chúng ta cần phải quan tâm bậc của hai biến này đúng không? Hay là số mũ của cả hai biến. Để phép này chia hết thì bậc của x phải lớn hơn bậc của x, bậc của y phải lớn hơn bậc của y, lớn hơn hoặc bằng đúng không? Để x mũ n y mũ n cộng 1 chia hết cho x bình y mũ 5 khi và chỉ khi bậc của x bên này lớn hơn hoặc bằng bậc của x bên kia. Bậc của x bên này là n, lớn hơn hoặc bằng bậc của x bên kia là 2, và bậc của y cũng phải lớn hơn hoặc bằng đúng không? Bậc của y bên này là n cộng 1, lớn hơn hoặc bằng bậc của y bên này là 5. Tương đương với này, n lớn hơn hoặc bằng 2 cô giữ nguyên. N cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 5 tức là n lớn hơn hoặc bằng 5 trừ 1. Cô chuyển vế số 1 sang, chuyển vế đổi dấu đang là cộng 1 thì cô chuyển sang đây thành trừ 1 các con nhé. Tương đương với n lớn hơn hoặc bằng 2, n lớn hơn hoặc bằng 4, và tóm lại là n lớn hơn hoặc bằng 4. Số lớn hơn 4 thì lớn hơn hoặc bằng 2, nhưng số lớn hơn 2 chưa chắc đã lớn hơn hoặc bằng 4 nên là kết luận lại
n lớn hơn hoặc bằng 4. Vậy với n lớn hơn hoặc bằng 4 thì phép chia là phép chia hết rồi. Đây là bốn ý A, B, C, D của bài 42. Các con cùng theo dõi. Các con hiểu bài chưa nào? Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 43 nhé. Bài 43. Tính giá trị của biểu thức sau. Bài 43. Để tính giá trị của biểu thức trừ x bình y mũ 5 tất cả bình chia cho trừ x bình y mũ 5 tại x bằng 1 phần 2, y bằng âm 1 thì các con có thể thay x bằng 1 phần 2, y bằng âm 1 vào đây rồi tính luôn, đúng không? Là ngày xưa chúng ta chưa học chia đơn thức cho đơn thức thì ta phải làm như thế. Nhưng bây giờ khi mà đã học chia đơn thức cho đơn thức rồi thì ta có thể thực hiện phép chia này trước. Sau khi thực hiện phép chia này xong các con mới thay số. Như thế thì các con sẽ đỡ vất vả trong việc tính toán nhá. Chúng ta sẽ đầu tiên là đi thực hiện phép chia. Trừ x bình y mũ 5 tất cả bình chia cho trừ x bình y mũ 5. Trừ x bình y mũ 5 tất cả bình chia trừ x bình y mũ 5 thì nó sẽ là trừ x bình y mũ 5 tất cả mũ 2 trừ 1, phải không nào? Cái này mũ 2 chia cho cái này mũ 1 thì bằng cái này mũ 2 trừ 1, chúng ta đã học rồi. Bằng trừ x bình y mũ 5 tất cả mũ mũ 1 và bằng trừ x bình y mũ 5. Một biểu thức bất kỳ mũ 1 thì bằng chính biểu thức đấy. Vậy sau khi thực hiện phép chia, ta đã rút gọn được phép chia này, kết quả cuối cùng là trừ x bình y y mũ 5. Sau khi thực hiện được phép chia, cô sẽ thay x bằng 1 phần 2, y bằng âm 1 vào kết quả phép chia. Ta có thay x bằng 1 phần 2 và y bằng âm 1 vào. Ta có này. Cô đặt cái này là A nhé. Cô đặt cái này là biểu thức A để cho dễ gọi này. Biểu thức A bây giờ sẽ bằng trừ x bình y mũ 5 này. Mà cô cần thay 1 phần 2 bằng x phải không? Vậy tất cả những chữ x này cô sẽ thay bằng 1 phần 2. Dấu trừ cô giữ nguyên này. X mũ 2 thì cô sẽ thay thành 1 phần 2 mũ 2. Được chưa? Tất cả những chữ x cô thay bằng số 1 phần 2. Y mũ 5 mà thay y bằng âm 1 thế thì tất cả những chữ y cô sẽ thay bằng âm 1. Nó sẽ là âm 1 mũ 5, được không các con? Kết quả bằng trừ này. 1 phần 2 tất cả mũ 2 là 1 phần 4. Dấu trừ cô giữ nguyên, cô chép lại nhé. Trừ 1 mũ 5 thì là âm 1 mũ 5 bằng âm 1. 1 âm 1 phần 4 nhân âm 1 kết quả là 1 phần 4. Vậy tại x bằng 1 phần 2 và y bằng âm 1 thì A sẽ bằng 1 phần 4. Các bạn nhớ là sau khi đã học phép chia đơn thức cho đơn thức thì các con gặp bài này các con cứ chia trước. Sau khi chia xong các con mới thay số thì việc tính toán của các con sẽ rất là nhàn và không sợ bị nhầm bằng việc các con thay số ngay từ ban đầu nhé. Nhớ là thực hiện phép chia trước rồi mới thay số như cô. Tính qua một bước tính A rất là đơn giản. Các con đã hiểu bài 43 rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang làm bài tiếp theo. Đấy là bài tập bổ sung. Phần bài tập bổ sung. Bài 10.1 và bài 10.2. 10.1 này. Làm tính chia. Câu A.
5 phần 7 x bình y tất cả mũ 3 chia cho 1 phần 7 x y tất cả mũ 3. Các con thấy này, hai đơn thức này đều bị lũy thừa bậc 3 lên đúng không? Ta sẽ có hai cách tính nhá. Cách thứ nhất là các con có thể tính hẳn ra cái này mũ 3 bằng gì, cái này mũ 3 bằng gì, rồi các con thực hiện phép chia. Nhưng mà bằng kinh nghiệm của cô thì cô nhận thấy làm như thế số nó sẽ rất là to và các con tính thì vất vả. Thế thì cô sẽ làm bằng cách này, cô áp dụng công thức. Mình có công thức này, A mũ M chia A B mũ M sẽ bằng A chia B tất cả mũ M, đúng không? Ta đã có A mũ M mà chia cho B mũ M thì bằng A chia B tất cả mũ M. Vậy thì cô coi cái này là A mũ M, cô coi cái này là B mũ M. Kết quả sẽ là A chia B tất cả mũ M sẽ bằng này 5 phần 7 x bình y, đây là A đúng không, chia cho B là 1 phần 7 x y tất cả mũ m. M ở đây là số 3 được không? Vậy sẽ là 5 phần 7 x bình y chia 1 phần 7 x y tất cả mũ 3 bằng. Thực hiện phép chia đơn thức cho đơn thức, lấy hệ số chia hệ số, ẩn x chia ẩn x, ẩn y chia ẩn y. Ta làm như sau. 5 phần 7 sẽ chia cho hệ số 1 phần 7 nhân với ẩn x chia ẩn x, x bình chia cho x, ẩn y chia ẩn y nhân với y chia y, rồi tất cả mũ 3 lên. Các con không được quên mũ 3 nhé. Bằng này, 5 phần 7 chia 1 phần 7 thì bằng bao nhiêu? Cô làm ra nháp như sau. 5 phần 7 chia cho 1 phần 7. Phép chia hai phân số. Phân số thứ nhất ta giữ nguyên. Phép chia đổi thành phép nhân 1 phần 7. Phân số 1 phần 7 sẽ đảo ngược thành 7 phần 1. Rút gọn này, 7 với 7 là hết. 5 phần 1 là 5. Kết quả là 5. X bình chia x thì được x, y chia y là 1 nên cô không viết nữa. Tất cả mũ 3, các bạn không được quên mũ 3 nhé. 5x tất cả mũ 3 sẽ bằng 5 mũ 3 nhân x mũ 3. 5 mũ 3 là 125. X mũ 3 vẫn là x mũ 3. Thế thì kết quả cuối cùng của phép chia này là 125 x mũ 3. Có phải là chia nó đỡ vất vả hơn việc các con khai triển mũ 3 này ra, khai triển mũ 3 này ra rồi các con mới chia, đúng chưa nào? Cô hướng dẫn làm câu A, ta làm tiếp câu B. Trừ x mũ 3 y bình z tất cả mũ 4 chia cho trừ x y bình z tất cả mũ 3. Sẽ bằng này. Muốn thực hiện phép chia này thì bắt buộc phải khai triển bên này mũ 4 ra bằng gì và bên này mũ 4 ra mũ 3 ra bằng gì. Trừ x mũ 3 tất cả mũ 4 thì nó bằng x mũ 3 y bình z tất cả mũ 4. Phải không nào? Mũ chẵn mà. Bài vừa rồi cô đã nói rồi, nếu là mũ chẵn có dấu trừ thì sẽ bỏ được dấu trừ đi. Chia cho này, đây là mũ lẻ nên mình không bỏ được dấu trừ đi, mình sẽ làm nhé. Trừ của x tất cả mũ 3 là x mũ 3, y bình tất cả mũ 3 là y mũ 6, z tất cả mũ 3 là z mũ 3. Vậy chia cho cái này bằng này,
x mũ 3 rồi mũ 4 lên là x mũ 12. Y bình rồi mũ 4 lên là y mũ 8. Z mũ 4 là Z mũ 4 chia cho trừ x mũ 3 y mũ 6 Z mũ 3. Cô ghi lại. Bằng gì nữa nhỉ? Bằng bây giờ ta chia được rồi đúng không? Hệ số chia hệ số này là 1, hệ số bên này là âm 1. Thế thì 1 chia âm 1 sẽ bằng âm 1, cô viết luôn nhé. X mũ 12 chia x mũ 3. Nhân y mũ 8 chia y mũ 6. Nhân z mũ 4 chia z mũ 3. Bằng này, trừ x mũ 12 chia x mũ 3 là x mũ 9, phải không? 12 trừ 3 được, được 9. Y mũ 8 chia y mũ 6 là y mũ 2. Z mũ 4 chia Z mũ 3 là Z mũ 1, hay chính là Z, phải không nào? Vậy kết quả cuối cùng sẽ là trừ x mũ 9 y bình nhân Z. Đây là ý B bài 10.1 phần bài tập bổ sung. Ta cùng nhau chuyển sang bài 10.2. Và 10.2 là bài tính giá trị biểu thức tại x bằng 1, y bằng âm 10, z bằng 101. Thì giống như bài lúc nãy cô nói rồi, để tính giá trị của biểu thức thì ta sẽ không lao vào thay số tính luôn đúng không? Mà ta sẽ chia đơn thức cho đơn thức đã. Bài 10.2. Cô đặt trừ x mũ 7, y mũ 5, z tất cả bình, chia cho trừ x y mũ 3, z tất cả bình. Cô đặt cái này là A. Trừ của này, x mũ 7, y mũ 5, z tất cả bình, chia cho trừ của x y mũ 3, z tất cả bình. Cô đặt cái này là A và cô thực hiện phép chia. Đặt một cái tên để cho các con dễ thay số thôi, dễ gọi nó nhé. Không có vấn đề gì ở đây cả. Nó sẽ bằng này, trừ của x mũ 7, rồi mũ 2 là x mũ 7 nhân 2 bằng 14, phải không? Y mũ 5 rồi mũ 2 thì là y mũ 5 nhân 2 là y mũ 10. Nhân y mũ 10 nhân z mũ 2 chính là z mũ 2 chia cho này. Trừ x y mũ 3 z tất cả bình thì chính là x y mũ 3z tất cả bình, đúng không? Vì sao? Vì lúc nãy cô nói rồi, đây là mũ chẵn nên là cái dấu trừ này nó cũng sẽ bỏ đi được nhá, bằng trừ x mũ 14 y mũ 10 z bình chia cho này. X mũ 2 chính là x mũ 2. Y mũ 3 tất cả mũ 2 thì là y mũ 3 nhân 2 bằng y mũ 6. Z mũ 2 là Z mũ 2. Bằng này, trừ 1 chia cho 1 thì là trừ 1. Cô viết lại dấu trừ. X mũ 14 chia x mũ 2. Nhân với hệ số của, nhân với y này, y mũ 10 chia y mũ 6, nhân với z mũ 2 chia z mũ 2 bằng trừ của x mũ 14 chia x mũ 2 là x mũ 14 trừ 2. Mình nhẩm nhanh trong đầu, 14 trừ 2 bằng x mũ 12. Y mũ 10 chia y mũ 6 là y mũ 10 trừ 6 và bằng y mũ 4. Z mũ 2 chia z mũ 2 là còn 1 phải không nào? Số 1 thì cô không viết nữa nhé. Vậy kết quả cuối cùng của biểu thức A chính là A bằng trừ x mũ 12 y mũ 4. Thay số vào xem nào. Bây giờ ta sẽ đi thay x bằng 1, y bằng âm 10, z bằng 101 vào A ta có. Thay
X bằng 1, Y bằng âm 10, Z bằng 101 vào. A, ta có. Cô viết lại A này. A bằng trừ X mũ 12 nhân Y mũ 4 bằng, thay này, tất cả những chữ X bây giờ cô thay bằng số 1, dấu trừ giữ nguyên, 1 mũ 12. X thì cô thay bằng số 1. Bây giờ Y thì thay bằng trừ 10, trừ 10 mũ 4. Nếu có Z thì thay bằng 101, nhưng sau khi chia xong thì hết Z nên ta không không cần phải thay Z nữa. Được chưa nào? Không có Z thì không thay Z bằng này. Dấu trừ cô giữ này. 1 mũ 12 là 1. Trừ 10 mũ 4 thì chính bằng bao nhiêu nhỉ? À, trừ 10 mũ 4 chính là 10 mũ 4. 10 mũ 4 là 10.000. Vậy thì kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ bằng trừ 10 nhân 10.000 và bằng trừ 10.000. Phải không? Vậy kết luận với x bằng 1, y bằng âm 10, z bằng 101 thì giá trị của A bằng trừ 10.000. Các con nhớ câu kết luận cho cô nhé. Đây là bài 10.2. Để tính giá trị của biểu thức tại các x bằng 1, y bằng âm 10 và z bằng 101 thì bước đầu tiên các con phải đi chia đơn thức cho đơn thức để rút gọn cái biểu thức A này lại bằng trừ x mũ 12 nhân y mũ 4. Sau khi rút gọn rồi thì mình thay số thì các bước tính toán của ta sẽ nhàn hơn, các con tính toán đỡ vất vả hơn. Trên đây là video cô hướng dẫn các con làm bài tập của bài chia đơn thức cho đơn thức trong sách bài tập toán 8 trang 11, 12. Các con cùng tham khảo cách làm bài của cô. Hẹn gặp lại các con vào những bài tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các con.